ngày mai kia là bắt đầu mời khách, và bông có cái thiệp mời của chụp cái ảnh, cái thiệp mời cũng gửi qua tin nhắn, nhưng mà một số người thì sẽ gửi tận nơi. Không, chỉ một nửa. Toàn bộ khách của bố chỉ 1/3 cần thiệp. Một cái ảnh chụp thôi, còn chọc tin nhắn thì có tên. Chứ không phải ghi tên. Chụp thì vẫn là cái chụp cái thiệp của người ta, nó biết chụp tên người ta thế đó. Không cần. Chỉ cần nội dung với địa chỉ thôi mà.
người thì phải là thuê xe 30 người cho nó rộng, mọi người nó không bị chật chội được đâu. Sure.